Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Chó Phú Quốc Vlog. Hôm nay mình xin giới thiệu tới anh em cặp cái vàng đực vàng nha. Giới thiệu với anh em cặp cái vàng đực vàng đây. Đây là em cái vàng này. Đây là em cái vàng này, cái vàng tay dựng này. Đây nha. Giới thiệu với anh em đây là cái vàng tay dựng này. Đấy. Giá sinh viên nha. Em này mình đang bán là 4 triệu tại nhà này nhá. 4 triệu tại nhà này. Em đực kia là 5 triệu này. Đấy, em đực kia là 5 triệu. Còn em đực lưới đen này thì có khách chốt rồi nhá. Em đực vện này thì chưa lên tai cho nên là mình đang muốn để lại thì xem thế nào. Vì em này là hầu duệ cù đen. Rất là giống bố cho mình đang thử để cho nó lên tai xong rồi mình xem như thế nào nhá. Đang theo dõi cặp mắt rất là đẹp này. Đấy, lưới đốm, đốm ngay đầu lưới nhá. Đây, em cái cũng vậy nhá. Em cái đốm tiền ngoài lưới này. Tai ke này. Đấy. Còn đấy, em đực ở phía trong kìa. Đây, zoom cho anh em xem rõ nhá. Đây. Em đực phía trong đó các bạn. Đây là em đực vện nhá. Đây, hôm nay mình xin giới thiệu với anh em là cặp này thôi nhá. Còn đực vện này thì mình chưa bán. Nên sau này nó lên tai xong rồi anh em có nhu cầu sẽ liên hệ với mình sau ha. Đấy. Em được mắt rất là đẹp này. Móm hơi phân phớt đen nhá. Xoáy kiếm dài, cực dài luôn. Đây, mình zoom cho anh em thấy rõ nha. Đấy. Đây, cho anh xem này. Xoáy kiếm này, đấy, anh em thấy chưa? Xoáy kiếm dài thấy chưa? Nhá. Hàng chơi bình dân này, cho anh em chơi này. Mới hơn 2 tháng thôi nha các bạn, 2 tháng rưỡi thôi. À, nó ăn nhiều to đấy. Cái cũng vậy nha, cái với đực là cùng đàn cho nên là anh em có nhu cầu mua thì không mua hai con thì không thể làm giống nó trùng huyết anh em ạ. Đấy. Đây, cho anh em xem nhé. Vì là quay sát cái phía trong mở cửa ra đó nó nhoi quá mình quay không có được nha. Giới thiệu với anh em, thần kinh rất là tốt nhá, về nuôi ok này, em tai cái này lên tai rồi này. Hàng chơi nuôi sinh sản vẫn bình thường nha các bạn. Nói chung là nuôi chơi sinh sản vẫn bình thường. Còn làm giống thì mình phải nên kiếm những con mà chất lượng. Còn anh em mà mới tập chơi thì nuôi theo kiểu giải trí và tập gọi là tập làm quen với cái dòng này nhé. Đấy, em cái xoáy rất là dài này. Xoáy đào nha các bạn. Đấy, giá 4 triệu nha anh em. Anh em cảm thấy ưng thì anh em gọi điện cho mình theo số điện thoại nhé. Chó mình ship toàn quốc nhé. Đây, 4 triệu rưỡi mình bao ship này. Giá 4 triệu bắt tại nhà anh em nhé. Đây. Được là 5 triệu bao ship nhé. Đấy. Rất là đẹp. Màu vàng. Vàng lửa rất là đẹp anh em ạ. Rất là bắt mắt nhé. Còn em được bằng kem kia thì đã có khách chốt rồi anh em ạ. Mình miễn bàn ha. Còn nếu anh em mà có nhu cầu mua về được vện lưới đen hoặc là cái vện lưới đen nhé. Đây. Mình sẽ có đây. Giới thiệu cho anh em luôn. Tiện thế trong video mình giới thiệu cho anh em luôn này. Em cái này, cái vện này, cái vện hổ lưới đen này, đực này, mặt đen này, đực mặt đen này là đực vện lưới đen luôn này. Đây, đấy, lưới đen đấy, cho anh em xem nhé. Em đực này cũng lưới đen luôn này. Đấy, đực lưới đen luôn, đực vện hổ lưới đen luôn nhé. Mình không mở cái cửa lồng ra được, tại vì mở ra nó nhoi lắm, nó chạy lông xăng không quay được anh em ạ. Anh em thông cảm nha. Nếu anh em có nhu cầu mua thì kết bạn Zalo, mình sẽ gửi video từng con nhé, để nó dễ tiện theo dõi hơn. Chứ nếu mà coi như vậy anh em chốt trên đây thì nó rất là khó cho mình nhé, rất là khó cho mình để mình cho anh em xem cho nó kỹ được. Đây, anh quay sát cho anh em thấy này. Đây, nó nắng nó đang há mồm này. Lưỡi đen nha anh em. Xoáy kiếm hết nha. Ba em này là xoáy kiếm, bốn em này là xoáy kiếm hết. Em này thì là hàng VIP này, giá cao lắm các bạn ạ. Giá cao lắm anh em ạ. Anh em nào thực sự yêu thích chơi dòng này làm giống chuẩn thì alo cho mình nhá. Xoáy cực đẹp luôn, cực đỉnh luôn. Màu vện vện vàng thưa bên đậm. Có cái mặt rất là baby. Đấy, má bạc, gần giống như bạch hổ anh em nhé. Gần giống thôi chứ mình không dám là bạch hổ nha. Đấy, mặt rất là đẹp này, rất là baby này. Đấy, anh em xem nhé.
Còn mấy anh em này thì vẹn hổ thì ok này. Đấy, con đực ở phía trong này cực kỳ đẹp này, tướng dáng ngon lành luôn. Đấy là hậu duệ cu đen nhé, bầy này là hậu duệ cu đen nha anh em. Anh em nhớ xem video cho kỹ nhá. Đây. Và mình lia luôn là cu đen đang đây này. Đây này anh em xem này, đây. Cu đen này, cu đen thần thánh của mình này nhá. Ui. Treo lên làm gì? Đang chung với hai em hot girl này, hai em hot girl cái vàng này. Đây là cu đen nhá, được giống nhà mình nhá, được giống nhá, cu đen thần thánh nhà mình nhá. Ui. Nó ham săn bắt anh em, thấy nó thấy có con gì nó muốn leo trèo. Đây là hai con cái vàng nhá, cái vàng mặt mũi rất là đẹp luôn. Nếu anh em có nhu cầu mà về nhân giống mà hàng VIP thì anh em alo cho mình nhá, sẵn về là nuôi sinh sản luôn thôi. Đấy, cặp mắt rất đẹp luôn này, mình quay cho anh em xem này. Cặp mắt thần thánh luôn nhá. Mình chủ yếu là chơi hàng độc này, hàng độc đẹp này, hàng độc lạ đẹp này. Đây, đây. Rất là ok nhá. Đây. Những con giống chất lượng của mình đây anh em ạ, con giống nhà mình đây nhá. Đấy, anh em xem nhá. Đấy. Mình quay lại một lần nữa cho anh em xem nhá. Đây. Bốn em này, hai cái hai đực này. Hai cái hai đực này. Có ba em này lưỡi đen này, ba em vện hổ lưỡi đen này. Còn em này là lưỡi đen, hiện tại bây giờ nó 60-70%. Khả năng lớn lên là sẽ đen rất là nhiều. Trong video này thì mình chủ yếu là mình giới thiệu bán cho anh em trước hai cặp đực vàng cái vàng này thôi nhá. Còn nếu anh em có nhu cầu mà những con giống khác thì anh em sẽ liên hệ với mình theo số Zalo mình để bên dưới anh em nhá. Vâng, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh đối với những anh em nào chưa đăng ký để theo dõi và nhận được những video tiếp theo để phù hợp với những con giống mà mình lựa chọn anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.